Mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe và năng. Thành, anh Huy, Tung, hôm nay ba anh em chơi trò chơi đó là bốc thăm chỗ ăn ha. Chỗ ăn nó gồm đó là cay có nè, chua có nè, mặn có nè. Nhưng hôm nay là ăn đồ dữ dữ không à. Hỏi mà nói với hai anh em này mà bốc vô cái lá thăm mà cay á, tức là trọng tài có quyền lựa hai trái ớt nào cắt vô cái tô. Nghe thấy? Yeah. Em là trọng tài mình ha. Yeah. Cắt hai trái ớt bỏ vô một cái mì, một cái mì. Cứ mỗi lần người nào ăn cứ cho hai trái ớt cắt vô bỏ vô vô ăn. Khi nào anh em nào chịu không nổi có quyền giơ cờ ha. Nhưng mà hỏi người cuối cùng người ăn được 3 triệu. Nhưng mà nói thêm cái nữa. Cái vụ bánh cam hết cốc bắt đầu tập trung ăn mì để cho có người chiến thắng người cuối cùng ha. Cái lỡ mà ăn cái bánh cam với cốc hết giống như mấy chiến trước á là ngưng luôn thì nó không biệt được người thắng người thua ha. Hôm nay mình chuẩn bị là mì rất là nhiều với ớt cũng rất là nhiều à. Thì để 3 triệu cho anh em có động lực luôn. Rồi anh em đồng ý không? Dạ. Chịu hết chứ. Nạp xăng rồi. Rồi bốc trước anh. Lựa không anh? Thấy gì đâu mà lựa. Quay ra ngoài chứ. Wow. Quay ra ngoài dùng các bạn. Bán cay. Bạn đã được cay rồi. Thấy có quyền ưu tiên. Dạ. Ok anh. Ừ. Ngon. Ây da. Ây da, cay luôn hả? Rồi, em đi là cay luôn, lạc luôn đi. Đây, cay luôn. Rồi, ba gói mì luôn. Cái này mình bỏ ngoài, khi nào mà hết, xong hết mình cho vô lại. Ây cha. Ây cha. Không, giờ cầm cắn luôn được. Tại rồi, cố quên. Anh cố quên. Như nè. Rồi. Đúng không? Rồi. Đây. Cắt bự bự chút thấy. Cắt em lúc nào không cắt em để với trong mình anh để ngoài đó ngoài tầm ống kính này tập bằng cay bữa luôn thành chơi thôi chơi nhảy giật ngược cái sơn đại diện ba anh em tổng mời cô bác anh chị bạn dùng mì với ba anh em mình xin mời rồi chuẩn bị đúng hết nước hết cái luôn nha chơi giật găng bữa thật đại dữ à ớt phải cay thôi à. Bây giờ bỏ vô mì nước ra ớt rồi một khối cay thôi à. Đó, đã giật cái tay kìa đưa tay giật em cứ bỏ lại đó đi thôi chị anh em phải sở trường của mình nó chết nói chung là không ai sở trường luôn không có sở trường hôm nay mình chưa giật găng bữa mà Tùng hy vọng bốc vô chua nghe chua gì cũng được né né vụ này chút đi không dám nghe luôn không nghe đâu không à, thấy hồi em làm cái vụ này mà luôn có thấy dạ. Em lắc mình nha em lên cầm máy nha đi em chăm mì cho đưa đây chị chăm mì cho đó. Ok nóng xuống tới ruột luôn à tập ăn cay hai còn nóng nữa con gái mình ăn cay giỏi hơn bạn á mình thấy rồi đó ăn sáng ăn tô tiếu là hầu như là cả chục lát ớt trong tô nóng vậy ăn giỏi à mà em nóng giỏi vậy ta nói ai ăn ớt cũng được sợ cái gì đó không biết thường người ta hay nói câu đó chơi gì sợ đi chứ mình sợ ma gì sẵn là cắt sẵn luôn không rồi cắt sẵn là cay lắm cắn chịu nghe cay cào này không biết chắc thôi mang 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 đấy 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 đây ăn xong hết ăn xong hết muốn rồi có quyền đấy em cứ lựa ớt nào em thích ớt nào em cứ bỏ vô bự nhỏ thì tùy đem của anh tỏi khỏi không thôi vậy là một vậy là một tô khỏi đó ưu tiên cho anh Thành đợt này nhưng mà ăn cái cuốn bỏ lên bàn giùm em ăn đi không có luyện cái cuốn nha rồi hợp lý cho nó công bằng à xuống mày bà nhắn mắt cái là phản pin luôn rồi
hôm nay chơi gì ăn bữa. Để ăn từ từ ăn. Nấu cà cho. Ô vịt gan bữa. Đó. Công nhận anh Thành ảnh ăn cay yếu thiệt. Tiếu. Cái này là xuống tới ngón cái luôn rồi anh có những cái cái. Từ ăn. Bạn sau cuộc thi này là bạn mốt bạn đi ăn sáng là ăn ớt được luôn à. Ừ. Mốt đi ăn sáng mà không có ớt là chủ quán ơi cho tôi xin ớt. Vô trái cốc ngay chơi hay cái bánh cam thì cũng được vịt gan quá rồi mới sanh ra mà biết đi đâu. Đúng không? Ừ. Hay bánh ớt á từ quá công đoạn rồi. Với lại trong tim mình là bạn Hạnh ít nói chứ ăn ớt nhiều chút đi. Đúng rồi không cần ăn chặn này cái nói chuyện này lắm à. Rồi em bóc trước à. Rồi bói đây lại luôn. Nó trong đó biết gì em xếp mà. Đó. Chua. Đó. Khỏe rồi đó. Chua. Đưa đây. Xếp lại đưa đây. Ủa sao hai miếng rồi sao? Thì lấy miếng nào. Miếng nào anh coi miếng này khui rồi. Miếng này khui rồi. Khui rồi á. Ừ. Đổi này cho công bằng. Đúng rồi. Rồi tên hả? Cái gì? Phải không? Chua. Chua chua. Chua. Mở đợt chua nữa rồi. Xếp lên bệnh 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 bệnh. Nghe nó phát ớt cái nhìn lại liền lắm. Rồi lấy cái bánh cam đi bạn. Đồ hôi ra. Chứ này anh em ăn cóc cái không ai than được ha. Không ăn hả? Anh cho anh nói ăn quá mà không cho muối. Còn muối nữa. Ăn ớt để cho nó nhiều. Xào đồ cho công bằng. Xào luôn hả? Xào như bài vậy. Ăn chừng nào hấp mấy cái lá trong đó ba mình nghỉ. Ừ. Đúng không? Bỏ chồng trong hoài. Bỏ chồng bỏ quá hoài luôn á. Không? Ừ. Hết chồng mì á. Đúng không? Khi nào chịu không nổi dây cờ mới có một hôm nay là mình chơi cái này là cái này là không có quà chứ. Hôm nay là đồ số lượng nhiều. Nếu mà cho đổi á, ăn không ăn cốc mà ăn hai cái. Dạ. Cái cốc lô mì à? Tại cái này hơi gần. Không có quyền đổi để giải tỷ hả? Không có quyền đổi giải tỷ mà chỉ có quyền thua thôi. Khi nào cháu cảm giác mà ơi gan quá chịu nổi thì cứ cầm cái tờ giấy trắng nó giơ lên là biết rồi. Bánh cam ngon bánh Thành ngon. Cái này không phải cũng được không phải nữa hả? Không phải cũng được nữa. Ăn cay xong ăn lại cái đá thì ok rồi. Trời. Mồi mẹ mồi con cơ. À, em vô ông lấy cái giùm anh mấy cái dĩa muối đi cho anh em chấm đi. Có muối luôn cho đỡ ơi. Ông này chua thẹp dở thẹp. Chua hả? Hồi xóm á. Gọt cắn ngắt mà quá gọt cùng mình luôn. Đã, đã người ta muốn chua mà ta thấy gọt. Hồi xóm á tính á xè chanh nó đâu mà không nghĩ hồi sợ anh em ăn chanh không nổi chỉ qua cốc á. Anh định cho chấm muối luôn. Cốc gọt nổi luôn. Gọt mà gọt tới trắng luôn, gọt quá sao còn chua nữa. Hên, gọt vậy đó. Hên là dòng đầu ăn sáng á, là lúc mà ăn bởi chưa cái cốc á, mình có tô mì đỡ rồi chứ. Đúng rồi, để nó gọt là dạ. Bị đuối á. Thành ăn được cái bánh cam khỏe. Tôi khắc khắc luôn. Hồi nãy anh bắt chỗ nào cũng mặn mặn, cay chua mặn. Đúng rồi. Rồi nè. Đó. Rồi hốc đại đi chứ. Không có giật coi nha. Một miếng thôi nghe, đừng hai miếng bị la nha. Này hai miếng là rồi có quyền rồi. Nhìn đưa ra ngoài giùm tôi chua được cái này được đưa cho Thái kìa. Chữ cay tôi nói chữ cay nữa. Người ta thấp trước đi cái này được được á hả? Được quay ngoài rồi dài rồi anh tô của anh kéo về luôn rồi cúi đầu này muốn mưa nữa rồi. Cái bây giờ người ta có bán rồi mấy loại dầu gội đầu á Thành đây mà để chị Trí rồi ngứa rồi đó mua dây sử dụng để khỏi ngứa. Anh Huy chưa nghe Huy chưa bóc. Mình tính gấp mấy khúc ớt mình ăn kèm với này mà biết đâu mình đâu nhiều khi mình đâu được ăn mì. Nếu mà anh Huy mà có ho em vô chỗ không lấy cộng nhợ nữa là được luôn đó. Có hồ cốc này nè
Quy ăn, ăn chua không không giỏi rồi, ăn ớt thì giỏi, ăn chua không giỏi rồi. Nhìn vô cay đi con ơi. Vô cay đi con ơi hả? Chua. Vô cay hả? Hãy nói ra bởi vậy ba món mới được chứ. Này sao à? Món mặn. Món cam. Yeah. À, có ba món đều đó. Món cam là phải nhất. Rồi mở ở răng. Ở răng hả? Cốc hôm nay là lựa cốc chua. Không dặn người ta bán lựa đứng lựa cốc hồng hòm, cốc sống. Thái ơi. Anh xin em mất hả? Anh xin đất em hả? Ớt anh phải ăn trước, đúng rồi đó, ớt anh ăn trước để cái bì sao anh chữa cay. Hôm nay tới không chịu. Tại chớt mà chịu mà nổi. Tại nói chung cái này hình như vì là tôi làm như ăn chua cái này món ưa anh sao nè. Cái này chắc cũng khán giả yêu quý mấy anh nên yêu cầu mấy anh ăn này nè. Không, một cái đây cái kênh mình chưa làm cái mấy cái món này. Mình giờ muốn anh em giật gân. Cố lên Thành ơi. Thành để vô, Thành vô cái món nào cũng Thành cũng chịu vô, mà vô cái món cay thì không phải. Anh hết hà, muốn hết hà theo luôn. Bánh cam có trứng cút rồi ha, ngon ha. Nước hành em bé để dân cỏ đó. Giật gân, hồi gãy đầu rồi, tóc cũng không còn không tóc luôn đó. Bánh cam ngon anh Huy. Bánh cam ngon. Em chưa ăn, em chưa biết. Bởi em có mấy cái ớt mà thấy anh ba ăn ớt. À. Anh ba tương lai có đối thủ ăn ớt với anh ba Vinh Quy. À. Mình ăn chừng vài lần nữa là mình thì đó thách đấu với bọn móc chơi luôn. Anh Sơn Yên Sơn đó là có đối thủ nhưng mà bí mật cũng đang huấn luyện nữa nè. Gì hai trái cốc ở liền ta. Tùng với Thành ở vụ cay là không bạn. Ở xóm bưng anh Quy đồ chua là không bạn. Ở xóm là em đang mong luôn á. Ở xóm là nói bưng đồ ăn ra là lúc mà anh chưa có để mấy con mì đâu ra em bưng cái này với ớt con chú ơi. Cái vụ gì có vụ ớt con này nữa. Ăn ớt không hả? À, ăn ớt không hả? À. Đúng rồi ăn ớt không. Hồi sáng nó nói nó thấy cái em đấy. Đâu có ăn cốc với ớt gì đó à, xong mà ai mà ăn cay là ăn ớt cầm cốc cay vậy đó. Trời ơi. Đang húp đường nó thở hả? Đang húp đường cái thở mà đi đến thở húp cho giật ra mà cho nó đừng nồng lên á chứ. Để vô Thành em húp thở em nó nồng lên mũi em đó bà. Cái nào này đó hả? Rồi xong rồi thở ra rồi chơi rồi chua rồi chua rồi chua nó sao đó. Giỏi. Cái lần hết cái mầm cốc đó là tao ăn không nói gì đâu. Để cái mặn với cái cay đó rồi đến Quy bốc. Đến Quy làm gì à? hà quá vậy bạn. Rồi tới Thành luôn mày gì ở đây bao nhiêu nó ra hết rồi, anh quay đầu ra rồi mặn rồi cứ vậy hoài. Cứ vậy hoài. Y rất vậy y rồi lại nữa rồi. 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 Vậy là tập Ban Thành cho Ban Thành ăn cay để đấu với ba nè. Thưởng cho anh Thành một tô cay. Rất là ngứa đầu, hết ngứa đầu rồi. Bạn quay chừng 2 lít này thì ăn cay chỗ này là bạn sau này bạn có đối thủ liền. Mình kiếm đối thủ cho bạn liền. Trong ta đàng hoàng á, bà có rõ rủi rồi. Thấy sốc đàng hoàng rồi. Người ta ơi, công minh đàng hoàng mà. Công minh. Thành chỗ đen quá Thành. Dán làm sao bóc món mặn đi. Em để đó thì em cắt lên thì chịu anh. Tao là chừa cho anh Quy nè. Chắc này không phải mà nó lấy hai trái lỡ Quy lấy mì nở
cái người nào ăn hồi đấy người nào ăn thì cắt luôn. Bỏ ra ngoài đi. Ừ, bỏ ngoài bỏ đi. Sao lại tới anh Huy này? Mày cắt vô cho tao hai cái đi. Đây cũng hai trái hết. Ăn gốc hơn gốc vụ. Ủa sao tới trái mịn lấy hả trái dài quá sao tới. Em có quyền tại anh ăn rất giỏi thì phải ưu ái cho anh em một chút xíu chứ anh. Đó trong tay không có cái được trong tay. Ok. Nhưng mà phải hai trái nha. Hai trái này ngoài hai cuốn. Ừ. Hả hả xuống. Bay quá rồi. Chăm sóc anh em chú đáo lỡ dân ngang cục các chứ. Đúng không? Trời ơi. Ở là cây thiệt cắt vậy mà mình đứng cái đây khoảng 2 mét rồi. Ở kia thì mà loại trái nhí cày dữ lắm. Cái loại bự bự thế vậy à. Phải nó lựa cho anh trái bự nè. Không. Dài cũng là hôm nay hôm nay bạn Thành mới biết cảm giác là xong hơi. Hồi nào về kiểu đi ruộng không có xong hơi, hôm nay xong hơi. Mà nhiều khi nó khỏe đó anh Thành, nó đổ mồ hôi về nó khỏe đó. Không là xong hơi không? Bữa nay trời mưa nữa đó mà không có nắng đó anh Thành đổ mồ hôi. Chắc tương lai cho em lấy cái gì muối được qua đây luôn quá. Muối còn nhiều muối. Ừ, ngắm có chị để cho hũ nè. Ăn nữa không? Đây. Nữa hả? Đùng mình nào kìa. Ba trái rồi. Thành ba tô rồi phải không? Ba tô. Cốc này chắc có 4 trái 1 ký à. Hồi sáng chị gọt, chị cố tình gọt chua mà. Để cái này phải xanh. Chị gọt sâu nó mới vàng, đâu có chua. Hầu ăn chua phải chua chứ. Ừ. Nó cay phải cay chứ. Cái cay ăn mình nhìn mình em không nuốt miếng mà ăn cái trái cóc em bị chay nữa không? Chay nữa hàng bọc. Không trời. Má em sốc chưa? Phang để cho anh thấy ấy đi mày. Sốc rồi. Xong rồi, chờ anh Thành hết đi để thôi anh Thành đâu hàng không cái đó anh. Chưa không? Chờ anh Thành chút. Đâu hồi giờ. Phang anh Thành xong. Em đẩy đẩy rồi. Cứ mà dạ, anh Huy muốn anh mang anh mở ra anh bóc lá để ngay chỗ anh luôn đi xíu mở cũng được. Bạn đó cay quá quá sức công cộng luôn. Nước muốn nói gì cái nước cũng cay lắm á chứ không cái nào cay chứ ớt cứ ra mà. Đúng rồi, nín thở, nuốt vô, thở ra, nuốt vô, thở ra. Có huấn luyện viên người tập ăn cay nữa không? Chỉ cho cách ăn. Thấy không? Em được không? Được rồi, ăn chua. Đâu còn sặc nữa đâu. Ăn chua. Thấy em được không? Hít vô, thở ra. Như kiểu phụ nữ mà chuẩn bị sanh vậy đó. Vô. Ăn chua thế nào? Ăn chua cũng y chang vậy không? Đúng rồi. Hả? Ăn chua cũng y chang vậy hả? Đây tên Thành. Có ăn tiếng luôn nè, chú coi nè. Rồi. Mà tự lấy nó thì nha. Không? Rồi lấy đây là cái ăn ấy rồi không ơi. Trời. Ăn mình mày đâu ơi, mày đâu ơi. Này, mang. Ôi! Tao này im nè. Đây đây tao đây đâu. Cái tao đây là nổi rồi tao. Thấy chưa? Hồi nổi. Vô. Bông. Chúc hai bạn ăn bánh mặn bánh cam ngon miệng nha. Thấy nó đổi thay. Đừng có coi. Mì còn nhiều, ta lo là ăn ớt trước á. Không lo, để lát ớt sau cùng ăn kèm với cái gì? Kèm với ớt. Phải tại ra gót nhìn dở mất cười. Em thấy anh Thành ăn ớt thì mắc cười nhất thôi chứ còn tung muốn đổi. Không tính ra ăn cái đó sốt ruột xong cái ăn mì ngon, ăn cái đó được không được thì ăn mì vẫn ngon. Chị chăm cho nó một tô nó đi được. Okay. Nhìn thấy ăn mì thì cũng muốn nước miếng. À.
rồi. Rồi. Xong. Thái ơi, được cái lo để cho Thái cầm. Anh em thọt tay vô bóc rồi. Thầy Vũ ơi. Cái gì thì cái đây. Đây. Chú ơi, cái gì y dài gì nữa đây? Chú ơi gì nữa? Chú ơi y dài thiệt rồi. Trời ơi. Ăn mì tiếp. Xong rồi đi. Bố không cho mình ăn bánh cam hay gì. Đây chưa được không sao hả? Chú ơi. Trời ơi chua. Trái cốc. Ừ. Trái cốc. Anh Thành thương vậy. Đây nữa hả? Quá lửa, hơi nhỏ xíu xíu cho anh. Nói bất dụng. Tí. Đúng đó, hai trái này đi. Bất dụng cho không kiểu. Thế mà cười kiểu ngủ vậy Thành. Bất dụng cho không kiểu. cái gì thì vô thôi. Cái người ăn cay giỏi thì không bắt không dính, thèm chết luôn không có hả? Anh vì ngán cốc, mình ngán cốc thủ ớt hẳn luôn, không dính hết. Đi cốc hết. Chơi bốc, phải bao nhiêu chơi trò bốc không mà hết xui. Bạn Thành này, nhìn tô mì nặng hơn cô tử. Em với anh Thành mà cái ăn ớt mà lỡ cái môi nó có sưng, cô bác đừng cười. Phải cười mới được chứ, vui mà không cho cười. Không, hai bạn ăn ớt nhìn thấy mắc cười, lý do khỏi ăn sưng cũng mắc cười nữa. Đi giống như đính thở đút vô. anh ớt anh chị đó. Không ớt ăn ớt không sao mà ăn một chua. Ăn được chua mặt ngang dữ vậy. em lấy cái tô đó cho chị đi, xài cho tôi một bút rồi. Nêm thằng chú. Con làm nêm thằng chú. Đó. Chú coi kìa. Đỏ luôn. Thấy mình để chỗ nào bánh cam chỗ nào á, thấy mình để cho tốt bánh cam ăn thử bánh cam thấy. À, biết được. Em riêng em còn không biết là trong cái đó là cái gì nữa mà. Quá bằng ba tô mì gì? Ba trái cốc rồi. Ba tô mì ba trái cốc rồi. Thấy không ta? Em làm hôi đi. 6 dòng rồi đúng không? Anh ta cũng phải để qua lượt cùng một chỗ khác. Anh Thành ảnh ăn này cái đổ mồ hôi còn hơn xong nữa đó. nhìn bọn Thành nhìn bắn. Không tính ra là anh Thành ăn cay còn thua một tung nữa ra. Tôi cũng đã đỡ rồi, cái mặt cũng đỡ rồi. Không mà bỏ vô đấy. Chưa, biết đâu nhân viên ăn là sao được. Ừ, hắn quên. Không mà, được mà. Tay tổng tài sao biết hết trơn. Mọi người chỉ ăn ngán cốc à. Mà cũng dính cốc hoài luôn nha. Ăn cốc hoài rồi, đây ra cũng chăng chết à. Ăn cốc xong rồi qua ăn bánh cam hết gì chứ, ê gần lắm á, bánh cam nó cứng á. Đúng rồi. Cũng chăng chết à. Thấy chưa. Ăn cũng chăng dài. Có muối còn nhóc nè, ăn đi. Quýnh quýnh cho dập dập, con nuốt giọng vô. Quýnh quýnh cho dập dập. Anh Thành nãy giờ chưa có con trái nào đâu. Nó ê gì không, mà cái lúc mà mình cạp sát cho con khỏi nó. Mình nãy giờ phải ăn mì, hình như ăn mì nhiều hơn mấy anh em khác. Bún bò gì à? Năm hay gì á. Mấy cái bánh cam rồi. Hai cái bánh cam. Hai cái bánh cam. Mấy trái cốc rồi. Không có cốc này. Rồi vậy là bốn hai bánh cam phải không? Bốn tô. Bốn tô rồi đó. Bốn tô á. Cà tô rồi bốn. Em mỗi thứ ba, có cái kia chưa? Bánh cam chưa biết. Bữa nay anh Thành về nhà cái tự nhiên nói chuyện với vợ hoài, cái vợ nói sao bữa nay nói dữ vậy? Anh mới ăn lục lưỡi, ăn ớt lục lưỡi. Bình thường ít nói chuyện với vợ, bữa nay nói quá chứ nói. Rồi.
anh ăn cốc anh mở mắt ra anh cảm giác anh thấy ra cái gì mà anh ăn mà nhắm mắt vậy, thưởng thức rượu đợi dần đợi dần cảm nhận không cái tay này của nó dài nhất à, sơ sơ đúng rồi ăn được bỏ ra nó dài à, mình nhai nữa là nó sẽ dính răng. Cố lên Thành ơi, cố lên kiếm cái bánh cam ăn anh ơi. Bánh cam là nhẹ nhất á, thương nghiệp bánh Thành á, thì nó làm trọng tài mà trong khi đó mình ăn nó nãy giờ mình chưa có biết bánh cam nữa, anh gán lên kiếm cái bánh cam ăn nghe cho được, ăn mì nghe khoái gì nữa. Mì anh ăn cũng anh thấy cảm thấy anh chịu đựng được mà. Thôi để nó xe vậy thôi. Không, anh dễ bóc hơn. Dễ bóc hả? À? Sợ ngó thấy không? Không, không thấy đâu. Tại vì cái chữ mà quan trọng em xíu vô trong cái món chữ cái thấy chữ bón bên ngoài thôi à. Rồi, thôi. Đây. Thẳng vô cái quạt à. Anh Nguyên ơi. Chữ thấy tao tao không biết chữ. Mày cho anh lại đi. Còn anh thì mày đưa chữ khỏi máy. Tại anh chỉ đưa anh ra một chữ. Trời không biết anh mà nó không biết chữ thôi. Đúng rồi, chết má thằng Hào nữa. Rồi. Gì má cay hả? Cay. Quá chung bữa lửa rồi. Cay với cam hai từ nó giống giống mà sao kỳ đó. Cay nữa đây con. Đừng có chua nghe. Chua chua nghe. Rồi mặn anh ơi. Cay. Mừng. Anh mừng. Rồi kéo vô. Rồi vô cay ơi. Cay rồi anh mừng cay. Chua ca. Nhận một cái cốc. Hai con lẹ đi. Ăn lẹ đi. Vô cay lẹ trả lại. Vô cay. Cái thùng cổng luôn. Dùng chơi sát lại thôi. Anh Tung em xếp cái chữ cay vô bên trong nhét cái bên trong như nè. Cái chữ món không à? Món nào cũng không biết em muốn em xếp sát sát cái nó dễ đừng có phùng. Cái này mà bóc ngay cái chua cái nó là cái bắt cầu á. Thôi là vô cay hả? Vô cay cho nó ăn này cho nó nóng cho nó bay ba cái chua thì hết rồi. Cái này vui không? Cái một anh đi. Anh Thành nếu mà ăn cay với lại ăn thịt mỡ anh chọn cái nào? Cái chọn thịt mỡ ạ. Vui cái một trái. Vì này lát sẽ phải lựa cho mấy trái này cỡ này cho anh đi. Anh lựa rau rồi tại cài anh không cài đâu. Chỉ có ngán nhất rồi không? Tính ra cũng vậy là cũng đúng mà. Có người ăn cái này được, có người ăn kia được đó. Có ăn chuyện nào mà đúng cái bánh cam. Ở cài em đứng cái tô bánh tương thắt lên mà nghe mùi nồng luôn á. Trời ơi, cay sao không cay. Ở rồi họ nói cay dữ chưa. Đứng mình đứng xa lên mà nghe cay sao quá tài. Mà nó là ớt nào là ớt chẳng cay, gái nào mà chảy gái nào mà chẳng gái hay chồng tại khúc đó nó bị dập đĩa. Đĩa tay nó hư luôn. Thằng quỷ này nữa chắc nó ghen dữ lắm ghen nè. Có nhắc ớt cay quá đấy à. Này ghen vợ hả? Nhưng mà nói chung là tôi chưa có được cơ hội để ghen. Đừng nói nhắc tới nỗi đau của ta. Cũng muốn ghen dữ lắm nhưng mà chưa được ghen. Sao ăn cóc cảm thấy ngon không Thành? Chị Tâm thấy Thành là đang cho Tâm cười hoài luôn kìa. Đừng ăn hết được. Đã quá. Đã quá hả? Rồi, ai muốn bóc trước? Kiếm cái bánh mặn ăn coi. Ủa cái bánh nó gì? Cam. Cam. Thấy chưa dài nữa rồi má ơi. Thấy mới sợ à. Thấy nè. Thấy nè. Thấy vậy sao bóc? Lỡ làm gì rồi. Nguyên liệu thằng chú luôn. Mà chú. Thấy vậy sao bóc? Chua luôn rồi má. Chua. Chua. Cam vô. Cam. Mặn ai? Hả? Mặn ai? Bánh mặn hả? Ủa cái này hả? Ừ. Trời ơi. Cam đó, cam của ông đó. Vô. Anh em mình hai trái. Đổi cái nuôi đây.
không? Không được. Anh đẹp bánh cam lắm rồi. Anh ăn bánh cam rồi. Tí trồng lép cho con. Trồng lép để làm không? Kéo cái keo xin vô em phải. Thiệt á. Em không biết cái bên đó nó làm sao chứ em có thể là hai cái đó tha cho em một cái toàn này. Ừ. Đừng sợ đó. Có còn không? Quy nói mình đừng có sợ nó là nó sợ mình nè. Ê Gân hả? Cái bột này dẻo dẻo nè. Khúng chỗ này luôn. Anh Thành ăn ớt. Anh đổ mồ hôi, anh lao mặt á, trời tự nhiên cái sáng á mặt luôn. Tụi nó cũng 3-4 tụi mì gì vậy? 5 rồi. 5 tô hả? Ủa 5 hả? 5 rồi. Vậy là năm, có 5 tô 3 cốc. Vậy là có tương lai đó. 8 phần rồi. Nói chung là bóc được rồi mà cái phần bánh cam nhiều á thì lâu dơ cờ bóc mì hoài hồi cũng dơ cờ, lý do cũng no. No á. Cứ nằm bịch rồi đó. Thấy mì nãy một đống rồi cái này phải cũng giật bớt. Giật á. Thử mì hoài cái hồi cũng văng vết á. Mì cốc hoài cũng văng vết luôn á. Có bánh cam là đỡ thôi. Cốc ăn hoài nó chua, hồi gan ăn mấy khác không nổi. Tốn ăn cũng được. Bóc mì hoài là thua. Ít kìa, chút nè, thêm nước hả? Chút nữa. Thêm miếng nước thôi cho nó chín. Rồi. Bên đây nghe cũng la lá rồi, hình thì la quá. À, thấy Thương Tung đó, thấy cắt ớt nhỏ đó. Em nghĩ cho mấy trái ớt đẹp đẹp nó còn cãi dữ hơn nữa. Vậy muốn ớt tự phải không? Tại nó không tài cho gì ăn nấy rồi. Đâu có em đòi hỏi đâu. Em thấy cái này nó nhỏ, nó xấu xấu vậy chứ mà đỡ nha. Em cái này nó đẹp là hơi mệt đó nha. Nhưng quy chắc chỉ thích ăn mì không quá. Cái nào cũng chết á. Hỏi rồi cũng 7-8 mì cũng chăng, nãy giờ mà hỏi mì không cũng chăng hết rồi. Cái nào cũng chăng hết á. Nhờ cái có cái này cái kia nó chưa có ngon á. 3 tô hơn 2 tô. 3 tô rồi. Nãy giờ có Tung ăn mì với Thành là nhiều. 3 tô 3 cái bánh cam, 2 hàng cốc. Cũng văng vết chứ không chơi đâu. Đổ mồ hôi quá chứ anh Thành. Ăn chua, ăn cay, đổ mồ hôi bữa nay xong hơi luôn rồi. Hồi vừa xong vừa chào cái ba mặt ba cũng đụng lên rồi. Khớp giống như vi chỉ gì đó. Gà hở ra. Rồi sao tôi đừng không đông? Chơi tiếp. Chơi tiếp. Bánh cam nằm đâu mày? À biết. Đó, rồi, bánh cam ai nữa đó. À, bánh cam ơi. Chứ mặn ai? Chứ mặn ai? Thấy chứ mặn ai? Bánh cam em. Bánh cam cho nó bánh cam cho nó đỡ. Anh quả đấy rồi. Cảm chúa. Chúa. Rồi, thành hình như là vì cái cốc rồi. Quá hình quá. Tên Quy niệm chú. Chắc cay quá. Mặn rồi. Có giống gấu quá là mặn. Mặn rồi. Được. Công nhận Quy. Công nhận à. Khinh công lợi hại à. Thành hình. Ủa này nấu cay không rồi? Trời nước ơi, trời ơi, này cũng thèm dữ lắm đó là. Ở đây một phát ra trời ơi, trời. Nước kia một phát. Hết nửa cái hả? Ừ. Nói xin là anh biết cho. Nó thèm dữ lắm. Công nhận anh Thành đã ăn cay, bây giờ là anh ăn liên tiếp cái chua là cho nó bán đi cái cay.
Yên hồi anh bóc lại ăn thêm cái cay tiếp. Cười. Bây giờ anh em là cũng có đầy đủ cho nè, chua cay mặn có đầy đủ hết rồi. Đầy đủ quá rồi. Có ai xin nước thêm không? Cho thêm miếng luôn. Tại nay hơi cay. Nước cho thoải mái. Lâu lâu luôn có bánh đào thảo quá. Dạ. Lấy giấy cho tôi nha. Có chị. Không nhiều lắm. Em giấu cái này nhiều lắm. Không biết ăn cay rồi, mồ hôi nè, nước mắt nè. Thành cái này không có mồ hôi nào đổ ha. Có rang nè. Ông hồi nãy tôi ăn ăn cá xong sốt ruột, ăn mì đúng rồi. Cái này đều có đủ ba món rồi đó. Bây giờ nữa đây. Đấy còn mấy nè. Bây giờ sốt tới bê. Cho nó lông lông bắt hấp dẫn. Để ngang vậy nè, không thấy chữ. Để vậy không đứng chứ mà đem lên ánh sáng thấy rồi. Chữ nó biết anh chứ anh đâu có biết chữ đâu. Rồi, hành gom miếng nữa các bạn. Rồi bắt đầu đi, lựa món cay bắt đi. Mày xui mày. Chưa biết đâu. Cay thế rồi đó. Món không à. Cay nữa đi. Mặn với cay thôi. Mặn với cay thôi hả? Món chua. Cay. Anh Thành chua nữa kìa. Có anh cay không? Cay luôn. Thành chịu ơi. Cho anh cho nhỏ cho lớn. Mày mấy món không cho làm trong tay nha. Ta chưa mua, chưa có khui ra nó cay nữa rồi. Sợ thấy anh Thảo á. Thảo cay mà Thảo rồi. Ok giờ cho tao gờ thấy anh Thảo á. Thành này nãy giờ bắt con cốc luôn hả? Vậy mà chịu chứ. Nó bơm cái không rồi. Câu mì này nó thứ sáu thứ bảy gì vậy? Không thứ sáu đã vậy theo vô bánh cam á. Mì đó là thứ sáu á. Bỏ cái lon ra ngoài thì mọi người để ăn cái tùng. Đây rồi. Bây giờ anh Thành anh hên nữa, né món cay thôi. Cay nãy giờ rồi. Nãy giờ phải nó mà vô món cay chừng 3-4 cái nữa là văng vách rồi. Bạn đó hên là bạn đó giờ nãy giờ vô cốc. Cay không anh Tùng? Cay không? Sao em đứng ngoài em không thấy cay? Cầm nước lên em thì mình ăn nó hỏi cay không? Bây giờ có xào chưa em Thái? Có em Thái chọc bài. Có đầy đủ. Giờ
ơi, không có gì. Trời. Mở hàng cái luôn. Mở hàng nha, này là rút đẩy lên nghe. Mở mấy miếng lên, biết hả? Chưa hết cho xong đi. Nữa hả? Ném hết không? Hết đây rồi bóc. Anh ship vậy hồi cái lá đó, nó bị rồi. Gãy đó là biết cái anh. Bữa nay không? Ai cô đã bắt đòn đó. Cái gì vậy? Ừ. Cái gì vậy? Đây là đó, đừng có vô cái cha mà chua. Đừng vô trái cốc. Đừng vô cốc nghe cốc. Không em để trái bằng vô em đỡ trái cốc cho anh chịu không? Cay được chứ đừng vô cốc nghe cốc. Nó có món cay á. Phải không? Đó. Cậu cho à, cậu cho cay à. Ừ, cay á. Trời tung đi. Rồi, đừng có vô cay nữa nha. Anh làm sao không anh Thành? Ai anh vô cay nữa em hiểu quá. Ngõ ngõ món cay món chua ở sao chua được cái vậy chà gì chứ tao vô cốc nè nha món mặn quá trời anh tìm mắm chèm nè ha thôi chứ trời phái cười kìa chịu nha anh tìm mắm chèm mặn mặn đưa cho nó cái trời ơi mắm chèm luôn mặn luôn. Có mình ăn cái mình nếm chùa, không ăn độc thiệt cơ. Vô à? Vô. Vô. Anh Thành ăn chua mà cũng mừng, cười hết sức. Thành nói đừng có trúng mì, đừng có cay hay được à. Ăn cái nào cũng được á, đừng có trúng mì thôi. Đừng có trúng mì được rồi, không có cay được rồi. Ở mà bạn có ăn cốc hoài á, bạn có thắng ở đây đi rồi, ít chứ được ít. Vô. Còn cốc giỏi nè nha, Thành ăn chua giỏi nè. Ừ. Được. Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Rồi cay quá rồi mất cảm giác rồi. Tức ăn tính bơ mà. Gần tới rồi. Không biết này cho xin giảm ớt lên sao này. Đồ trái không này. Không thấy em cảm giác em ăn không nổi thì em mới vô cờ em. Đâu đã mình đã trước khi vô chơi là mình đã quy định rồi. Em ăn bánh cam không? Đúng rồi nó còn chừng chừng. Em ăn bánh cam thì em mới chua bánh cam. Kiếm bánh cam bốc. Còn hỏi về cảm giác chịu không nổi thì em có quyền vô cờ. Vô cờ chưa vô đâu. Ừ. Xin hạ ớt xuống không hạ không chịu thôi à, đây mới vô là anh đã giới thiệu rồi sao rồi cứ làm vậy khi mà chơi em cứ cầu xin nó bốc đừng có mì rồi được rồi đừng có cay được rồi em bốc mặn với chua rồi được hỏi mặn ơi đeo trả lời à kêu mặn ơi trả lời à cái này bóc vô rồi chừng ngày chua đó tung chua được đừng có cay nữa. Mệt lắm rồi là hai lá hay một lá món cay rồi tôi ra giải ra dùng em chơi quỷ vậy món cay. À, chúc mừng có duyên nó mới được vậy chứ chà bộ thấy hỏng xong rồi đó nha rồi anh quyên món mặn bộ thấy luôn hả để ra đi em đón mà rồi mặn luôn trời ơi quá gì vậy gì vậy chưa banh ra biết cái gì mà món mặn món mặn rồi mình nghĩ cắt cho bằng tung hai chén vô kìa thấy cắt trước đây nó hỏi tính sao em để mất thời gian tung trần cũng thèm đẹp đẹp cho nó. Số vẫn đen nãy giờ tung mà gặp cốc chứ bánh cam hoài thì nó cũng ok rồi đây thưởng
bảy tám gói vậy rồi. Không bệnh rồi nè. À, cái tô đó nữa là bảy cái gì á. Rồi cho hai cho xin tô mì nữa đi em. Em hẳn không ăn tô này được không? Không được, không được. Cũng được thôi. Lần trước em không ăn là tức là em ăn tô rồi. Em dần đi hết rồi đó. Tiến hết mình. Thôi cho em dần đi. Rồi, dần phải không? Rồi, khỏi cắt thêm. Lấy cái tô bên đó đi. Có quyền. Chịu nói cái quyền dân. Anh không ép. Dân rồi nhìn thôi nha. Rồi, còn hai người. Ốc cục nổi à. Từng đúng đen, ăn cay dở mà nãy bóc còn cay không? Một tô hai trái, sáu tô. Tôi nghĩ ăn chua tôi cũng giỏi. Cùng bóc được hai chiếc cốc hết không? Ba chiếc cốc. Ba chiếc cốc, hai cái bánh cam. Bạn Thành nói sáu tô này nếu em bóc chúng tô này là tô thứ bảy nè. Anh Thành cũng vui nha, anh vứt một hơi cay, xong cái anh vứt một hơi chua, bây giờ anh vứt một hơi mặn. Nãy giờ anh Thành cũng hên là anh né được cái cay nữa chứ. Chứ cay nãy giờ là văng rách rồi. Rồi, dòng này còn hai người. Sao mà đừng cho thấy cái chữ không 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 thấy đâu, bỏ vô họ lo mà không được thấy, đúng rồi, không thấy đâu đâu. Anh hơi đậm lắm. Ừ, chứ mà anh Vương có nhìn là cũng ai cũng biết đâu, biết chữ đâu, không biết chữ đâu, chữ biết ảnh. Thôi lấy đại không được á. Món đó là anh cầm là cái món anh ưa. Cay vô. Cay có con. Món chua. Anh nói chua rồi. Thành thân quá. Món mặn. Thành phải ăn. Thử hả? Cao chịu vô mặn ăn á. Rồi thử một bánh cam, một người cái bánh cam, một người trái cốc. Đấy nhiều rồi. Cháu hỏi mà. Sao ký rồi đó. Ký cốc rồi đâu rồi không? Cái này nó non nó chua trời ơi. Không có hôn. Chua dùng mình luôn hả? Quên. Cách này mà có móng guốc ha. Hết bài luôn. Nó cố tình đã cho chua mà. Thành nói về móng gì cũng vậy. Chua quá. Không có học luôn. Sớm ba món mà theo như anh Huy á, anh ăn cay với mì, còn cái dĩa cốc đó để em, còn cái dĩa bên kia để anh Thành, chưa ai biết ai chạy ai nha. Vậy sao bóc khóm? Vậy em nói thiệt á, chia phần ra kiểu đó chưa biết ai chạy ai nha. Ra rồi, em để cho mày lớn thằng mà. Đâu ăn nhiều mì đó cũng chạy. Đen thùng. Mà móc tập ăn cay cay thôi, không có sợ anh đâu á, dù cay đâu á. Yeah, xin ớt thêm nữa thấy không? Không kèm lại cũng được. Vì anh chỉ sợ cốc thôi. Đúng rồi.
mà nếu mà nãy giờ cay không thì mì no cũng no vụ mì cũng ăn đi cũng văng luôn á chứ. Thôi rồi, cũng đổ nước. Ủa ngồi đây khát nước không cho tao uống. Cay thằng ngủ à. Tại kỳ cục. Không tại kỳ cục. Chứ nước không cho nữa. Thua cũng phải đặt uống nước. Cố lên Thành ơi. Qua cái này nó không có hộp luôn á. Hộp non. Rồi. Rồi. Rồi tiếp tục. Rồi. Tôi cũng giỏi chứ. Thành nói chưa giỏi á. Cái cay là thua. Thua nữa hay gì vậy? Cay cay. Cầu được rồi. Thấy. Đây rồi đó hôm nay. Mặn. Mặn nữa hả? Mặn. Trời ơi. Hết mặn mặn rồi luôn đi. Đây của anh Thành. Cậu cho dính vài nót nữa này. Cho giọt trong rồi. Có hai nó đó. Hai nó rồi mới chơi dài nó luôn. Lắc đầu, ngứa đầu. Đã giờ bà ăn cốc đó bà. Rất là ăn cay vô cho nó dừng ngược lại. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Có hai nút nhạc. Ngon rồi, ừ vậy ha. Ăn, ăn, ăn chua cái gút mồ hôi mắc tiêu chắc là chắc. Xì môi hả? Ừ, cái này thấy ăn chua cái gút mồ hôi mắc tiêu chắc là ăn cay bung mồ hôi. Quát cái gì? Xin thua. Chịu mà à, thôi thôi giờ lỡ ăn này ăn không hả anh nó không chịu nổi ha bạn không có bây giờ ăn bữa nay là nhiều rồi. Ok à, thôi thôi ok ngay luôn anh Vy. Trời chạy nước mắt luôn à, lúc cũng dài anh thắng rồi thôi anh ngay luôn đi để lại chút xíu nữa à, phần thưởng của anh à. Kéo là lấy tiền mà Thành mà bốc cốc hoài á Thành đeo tới chiều với anh luôn anh Vy. Cốc với cái này là cá luôn. Cá nhiều rồi nha. 3 triệu phải không? Rồi cảm ơn bạn Quy. Cảm ơn anh. Anh này anh nhiêu đây là chống rồi. Mấy anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn lại. Bye.